Nồng độ dung dịch của chúng ta, thứ hai là nồng độ mol của dung dịch ký hiệu là CM. Nhớ cho thầy là C viết hoa và M này là viết cũng in hoa luôn. Được thế nhở? Bởi vì nếu chúng ta gọi là C và M viết thường ấy, thì sau này khi nào chúng ta học thì nó lại bị lẫn sang một cái nồng độ khác. Được chưa? Một loại nồng độ khác, nồng độ molan. Được chưa? Thế thì chúng ta nhớ là CM này, M phải viết là in hoa nhá. Thì định nghĩa nồng độ mol của dung dịch chính là số mol chất tan có trong một lít dung dịch. Số mol chất tan trong một lít dung dịch. Ở đây đang nói về cái thể tích, thì thể tích của chúng ta là một trong các cái đại lượng mà nó có thể là có rất nhiều đơn vị. Vì thế nên chúng ta phải đưa về đơn vị chuẩn. Đó là lít, được chưa nhỉ? Đấy, và công thức tính như sau. CM bằng N trên V. Trong đó, N là số mol chất tan. Và V là thể tích của dung dịch. Được chưa nhỉ? Đơn vị của nó là mol trên lít, hoặc là C, hoặc là M như này. Hoặc có một số sách của nước ngoài thì người ta ký hiệu là cái đơn vị là mol nhân lít mũ trừ 1. Được chưa nhỉ? Đấy, chúng ta sẽ áp dụng cái công thức này vào nhá. Đây, thầy viết lại công thức này. CM của chúng ta bằng N trên V. Đúng không? Đấy, từ đây chúng ta có thể khai thác ra các công